Cùng phân khúc và cùng chất lượng của dòng loa này chúng ta có thể là so sánh được với là BMB 1000, cũng là dòng loa bass 30 và 4 tép như thế này. Tuy nhiên đây là một trong những dòng loa giá rất là hợp lý thời điểm này. Do là dòng loa nằm cho nên mà các bác khi mà các bác nghe nhạc ấy thì đây là một trong những dòng loa phải nói là rất là hay. Tiếng bass sâu, tép rất là nhuyễn. Hát karaoke thì không cần phải nói, đây là một trong những dòng loa hát karaoke trong gia đình phải nói rất là phù hợp cho chúng ta. Khi chúng ta chỉ cần dùng một đôi loa này để chúng ta có thể hát được. Thì trong ngày ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 3 thì bên em sẽ giảm giá cho các bác 200.000 đồng trong các bác hàng nào đặt hàng dòng loa này. Đấy, thì mời các bác chúng ta xem cái nội thất của nó một lần nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác. Rất là chất, thùng cực kỳ là nặng luôn. Một chiếc như thế này là nặng là hơn 17 kg đó nhá. Em mới cho thợ cân xong. Thì cái loa này thì là đặc trưng của nó là thùng là thùng màu đen. Đấy, màu đen như thế này. Đấy. Mà e căng là e căng màu cà phê. Đấy, thương hiệu Kinh Hào, một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc. Nói chung là đây là hàng nội địa của Trung Quốc. Nó thế thôi. Em cũng chưa hiểu cái Kinh Hào này là chính xác là của nước nào không, nhưng mà đây có lẽ là của Trung Quốc. Nó cũng giống như là Audio King hoặc là của Voca King, của Audio King hoặc là Hansen, nó cũng là một trong những cái thương hiệu, hoặc là Audio Flan, nó cũng tương đương như thế. Thì dòng loa này thì đó là bass 30, nhưng mà cái điểm khác biệt ở đây một chút là con này là cái bass của nó từ 17 côn 65. Toàn bộ lô loa này thì bên em đã kiểm tra bao zin cho hết cho các bác và đã thay gân. Đấy, tức là các bác nguyên cái tiền thay gân của loa này là hết 200.000 một cặp này. Đấy, rất là đắt, tại vì là loa bass 30 nó không thay gân, nó không rẻ như thế là bass 25. Trước khi đi chi tiết cái lô loa này thì về nội thất của nó thì nói luôn cái giá cho các bác đỡ lăn tăn. Giá tại cửa hàng em sẽ bán cho các bác là 4.500.000 đồng chưa bao gồm phí ship. Đây các nhá. Một dòng loa bass 30. Về cái chất âm của loa này thì em sẽ có bản test ngày mai. Tuy nhiên là có thể là nói sơ bộ nó như thế này. Loa 4 tép, tiếng tép rất là hay, sáng. Loa thùng lớn, màng loa sâu, bát đánh cực kỳ là lực luôn. Nói chung là đánh rất là sâu. Loa này xuống được tới 40Hz. Tần số loa, tần số âm thanh tiếng bát xuống được tới 40Hz và tiếng đánh rất là lực. Bác nào mà thích tiếng bát sâu mềm lực thì đây là một trong những cái dòng loa rất là đáng để chúng ta đầu tư. So sánh hơn một chút đấy là cùng phân khúc của nó hoặc là cùng tương đương của nó thì các bác có thể là so sánh với BMB 1000 đấy, nó là tương đương là như thế. Tuy nhiên là giá con này thì nó rất là rẻ hơn BMB 1 rất là nhiều, công suất thì sẽ lớn hơn BMB, và con này thì tiếng bass của nó thì không thể chê được. Đấy, các bác xem toàn bộ lời loa này thì trước mặt đây là cái bass của nó, bên em tháo đây bass của nó đây. Đấy, con này thì sở hữu nó như em nói là sở hữu côn 65. Đấy, côn 65. Đấy, có thấy không? Đấy, nhện rất là lớn, nhện rất là rộng. Đấy, đánh thì cái độ thụt lòi lên thòa xuống của cái bát này nó rất là lớn. Đấy, rất là sâu. Đấy, có thấy. Đấy, loa bát cực kỳ là sâu luôn, rốn lớn. Đấy, sâu. Đấy, cái này thì bên em đã thay gân cho các bác hết rồi. Các bác về các bác đánh thoải mái luôn. Đánh chỉ có cháy loa thôi chứ không có lo cái chuyện là thay gân ở đây. Cái này là từ 17 các bác nhá. Từ này thì tương đương với là từ của bát 25 của loa đứng. Công suất của loa này là 250W, công suất làm việc. Đấy. Cho nên mà các bác ghép qua đẩy con này thì các bác cứ ghép tầm đẩy 400W 500W trở lên là ok. Đấy, âm ly là cỡ là 506 là đánh được rồi. 506 tức là 8 xòa là đánh ok rồi. Tép của nó đây, cũng tháo luôn cho các bác, đó phải lăn tăn. Đấy, chút này em sẽ quay phân tần riêng nhá. Đây tép của nó đây. Đấy, tép loa. Đấy, tép loa thì nó có chữ là MT 293066/2013/8/2012/13. Loa này sản xuất là cũng được 7 năm rồi các bác. 7 năm. Đấy, tháng 8 thì chắc có lẽ phải dùng, người ta dùng thì chắc phải tháng 5 2014. 2014 thì chắc là dùng trong vòng khoảng 6 năm. Thanh lý vận chuyển đóng kho mất năm, dùng 5 năm. Cả như thế. Đấy. Về loa này thì mặc dù là giá nó rất là ok, 4.500.000 thôi. Tuy nhiên là bên em sẽ bán cho các bác là bao zin bao chuẩn và yêu cầu các bác là âm ly phải từ 8 xòa trở lên. Các bác mà đánh âm ly yếu là các bác em không đảm bảo các bác được hay đâu nhá. Loa này cực kỳ là hay luôn. Nói thì bảo bán hàng bảo hết loa nào cũng hay, tuy nhiên là thực sự là cũng không phải là bên em nhặt hàng mua hàng ấy, không phải là cái gì cũng mua. Đó là nói thật với các bác. Cái nhiều ông là bảo là loa nào cũng bảo hay cả. Thực sự là
Phải là bọn em không phải là đi mua đồng nát hoặc là bất kỳ cái loa gì cũng mua. Tại sao bọn em có những cái dòng loa rẻ hơn, tại sao những cái dòng loa khác em không mua, hoặc là những rất nhiều những cái dòng loa thấy tại sao không mua? Tại vì thực sự là khi mà bọn em làm nghề đến ngày hôm nay thì bọn em đã có một cái con mắt nhìn sản phẩm nó rất là chuẩn, chưa cần nghe, chỉ cần nhìn nội thất của nó và nhìn thùng loa tất cả mọi thứ thì bọn em đã biết là loa hay hay không. Đấy. Cho nên mà thực sự là những cái dòng loa bên cửa hàng em bán này đều rất là hay. Bán thực sự là bán tự tin cho bao hay cho các bác luôn đấy. Chứ còn có những cái dòng loa nó nhiều tiền hơn thì nó phải hay, rẻ tiền nó cũng hay, tùy theo những cái dòng loa. Tuy nhiên là phải chia sẻ các bác là bọn em là biết nhìn loa, những cái loa như thế nào là chất, những cái loa như thế nào là hay để mà nhập về. Chứ còn thực ra là những cái dòng loa mà nó kém thì bọn em sẽ không nhập đấy. Có thể là bán cho các bác rẻ hơn, thanh lý cho các bác cũng được hơn, nhưng mà nó không không đáng. Tại vì bán như thế, thực sự là bán cho bác rẻ như thế, các bác không hay thì cũng không không về không hài lòng thì nghe thì nó cũng không không đâu vào đâu cả. Nhưng mà nói chung là phải bán cho cái loa nó phải chất mà nó phải độ đủ thì mới mới nhập về. Thì lô loa này thì đây. Đấy, các bác xem này, toàn bộ của nó là tổng cộng là gần 20 cặp. Đấy, 20 cặp bên em đã vệ sinh hết ở đây rồi. Đấy, còn về cái thông số kỹ thuật ở phía sau của nó đây. Đây. Đây thôi sao. Model là KH12, đấy, kinh hao KH12. Loa này là loa hai đường tiếng, công suất của nó là làm việc là 250W, kháng trở 8 ohm, độ nhạy 93 decibel. Con này là xuống là tới 45 Hz. Đấy, thương hiệu là China Light sau Technology. Đấy. Tức là công ty là có nội địa của Trung Quốc. Đấy. Đây bọn em là đánh dấu đây. KH12, HK12. Đấy, kinh hao. Một dòng loa full. Tức là cái số 12 đấy là ý chỉ là bát 30 các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ em sẽ quay một chút nữa cái phần nội thất nữa cho các bác xem. Thất đây. Cái phần phân tần. Đây đây cái nội thất của nó đây. Đây là cái bông tiêu âm của nó. Đây chúng ta thấy là cái bông của nó. Bông này thì nó đã ố màu theo thời gian của nó đây. Nó có hai lớp bông. Một lớp là ở ngoài đây và một lớp bông ở trong. Và phân tần của nó thì có một cái cuộn cảm rất là lớn để cho lò bát tụ và chở để cho bảo vệ lò tép thôi. Đấy, rất là đấy. Đây. Ok chưa? Đấy. Rất là ok. Đấy. Đây, các bác xem phân tần. Loa đây này. Tép 4 tép ở ra đây, 4 đường tép đây luôn. 1 2 3 4, 4 đường tép riêng ở đây. Chúng ta thấy 4 đường tép đây. Phân tần. Thì đặc trưng của lòng phân tần loa nam này thì nó không không lớn như là phân tần loa full. Tuy nhiên là cái chất lượng của cái con linh kiện này, này. Như hôm trước với em vẫn nói là cái phần linh kiện của cái con tụ của nó phải đảm bảo như thế này. Đấy, chúng ta xem này. Rất là ok nhá. Đấy. Thì xin nhắc lại cái giá bán là 4 triệu 500 ngàn đồng một cặp nhá. Bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng em và số điện thoại em để ngay trên màn hình nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào.